Ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp à. Mình chỉnh lại bộ quan của mình chút xíu rồi nha. Rồi, ok, con này ra trước. Coi chuyện gì xảy ra nè. Ok, cũng kinh đấy. Giờ ra cái bình. Ra cái bình chi. Rồi từ từ, không vội các bạn. À là con này. Hay à. Hay à, chơi cua đó đào đấy. Rồi chấp nhận mất con kiếm sĩ vậy. Ấy chà. Chà. Ây da, kinh đấy ông anh. Rồi úp bài xuống đi. Rồi để coi con này con gì. À là con này, cho anh rút bài. Rồi ok. Là con này. Ây da, được cộng đam kinh quá luôn. Rồi thôi chịu chết. Chịu chết rồi các bạn. Nhưng mà ảnh bắn con này ảnh chết. No 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 no. Ông anh đừng có mà chủ quan. Rồi cho ông anh rút bài thôi. Rồi con này ra. Oh, cái sân nguy hiểm. Con Slam này cũng nguy hiểm. Nó tên là Sam nhưng mà nó dạng cái con của Slam á. Trời. Mảnh đường sông pha. À đây. Chiến binh tên lửa của mình đây. À, con rồng tăng cấp đôi sát thương đây. Rồi ok. Đây tới lúc thì B sầu summon ra rồi. Hiến tế hai con này luôn. Em vẽ bên này là phong ấn hai con này luôn để gọi con này ra. B sầu summon đấy. Oh. Rồi. Quăng ra. Dở lên. Nhập vô. Quăng vô. Con này nó tự búp lên kinh lắm. Rồi xong. Bắn phát nhất. Rồi 1000 không sao. Bắn phát thứ hai. Rồi con này thì nó bắn con nào nếu mà cao điểm hay thấp điểm nó gì nó sẽ trừ 500 điểm công của con đó ha. Nhiều khi dùng nó để phối hợp giết một số con khác cũng được. Rồi thôi ông anh, đội hình của em đã ra chuẩn bài vậy rồi, ông anh chơi không nổi đâu. Mày tưởng summon được con đó ra mà làm khó được em, mà vô tình hai con đó chết mình lại gọi được con này ra đó mới lợi hại. Rồi ok, chơi tiếp. Ồ, oh, chưa gì ra được lá này rồi hên đấy. Để coi ảnh ra con gì nào. À là con này.
Rồi đô. Rồi anh muốn sao cũng được. Ê. À, thôi chịu trận. À rồi, summon hai con đúng không? Ồ, thần ra. Này thần ra với em này, em cho anh thành thần vô luôn. Rồi, up bài xuống đi. Rồi, xong đời ảnh rồi các bạn ơi. Ây da, thành thật chia buồn, thành thật chia buồn. Nhưng mà em phải đập cho anh một phát em mới vừa lòng. Đây biết là 4 ngày anh chết rồi mà giờ em thích đập cho anh đau hơn xíu. Cho bỏ cái tức thôi. Dán trước anh bắt nạt em hơi nhiều ấy nhá. Mà đang chơi anh nói chứ kiếm cớ rồi, dán trước mình bắt nạt ảnh dành cho bắt nạt được mình đâu. Rồi xong, giá này kết thúc quá lẹ luôn các bạn. Cái này đúng là tăng cường chiến lực lên quá đà, con này cũng là dạng thần nè các bạn. Rồi thôi cho em xin ba lá đi. Khổ quá rồi. Ok, Space Mumble. Cái con này là hệ cái này con cá vũ trụ à. Ngàn bảy ngàn là thôi hệ thủy mà được con về mình cũng mừng, cái này thì có rồi. Cái này là cái gì bóng tơi bóng đêm đây, Sepe. À, để coi bỏ hai cái lá bài trên tay mình xuống và chọn một cái lá đang một cái lá quái của là sao không hiểu. Bạn nào biết xài lá này chỉ cho mình nha, mình chưa hiểu lắm. Tự nhiên bỏ hai lá xuống là chọn một cái con quái nó đang ngẩng mặt lên và sau đó là úp nó xuống, nhưng mà nó lại không gây ra bất cứ cái sự thay đổi nào trên gì ta, trên cái vị trí trên chiến trận là sao vậy. Vậy lá này làm gì, úp bài mình xuống hả? Dù cái lá nó dở lên rồi mình muốn úp nó xuống lại lần nữa hay sao mà vậy, phải hiến tế hai con khác. Cái lá này tào lao quá. À, bạn nào biết xài chỉ giùm mình nha, chứ lá này mình chưa thấy báo nó bao giờ luôn, tại vì hầu như mình nói rồi mình coi tới cái đoạn đánh nhau với Bakura mà đánh nó cho cái cờ bàn á, chứ không phải là đánh với cái Bakura mà ở bên tận bên Ai Cập. Cho nên là bạn nào biết xài mấy cái bộ bên Maric có chỉ giùm mình nha. Rồi mình cảm ơn các bạn theo dõi video của mình là Đã Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.